Nhật Tân sẽ vẫn là đội trưởng của Du Lịch, còn người chơi ở vị trí trung vệ, chỗ chặn quan trọng nhất của Du Lịch sẽ là cầu thủ chuyên nghiệp Đậu Văn Toàn của câu lạc bộ Hà Nội. Một trận đấu rất đáng được chờ đợi. Phoenix có thể là đội bóng phải xuống hạng ở HPL S9, nhưng với rất nhiều những sự thay đổi và những sự bổ sung, bây giờ họ đang là đội bóng ứng cử viên cho chiếc vé lọt vào trận chung kết. Đậu Toàn cũng đã từng góp mặt trong đội hình của Du Lịch tại VSC S1 được tổ chức tại Nha Trang. Thành Sport vẫn là những pha xử lý. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số và người ghi bàn là Thành Sport. Một pha xử lý xuất sắc của lão tướng Xuân Thành. Đúng là tuổi tác có thể trôi qua, những đẳng cấp và bản lĩnh thì sẽ là những thứ mà các cầu thủ họ hoàn toàn có thể sở hữu và có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Thành Sport sinh năm 1985, năm nay đã 38 tuổi rồi. Và đây là niềm vui của huấn luyện viên Quốc Hùng. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý có thể nói là mẫu mực của Thành Sport. Quạt trôi Đức Chris và sau đó là một cú đá quyết đoán vào góc cao trước sự bất lực của anh Đức. Mọi thứ đều cực kỳ hoàn hảo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi câu trả lời của Du Lịch. Đậu Toàn! Đó là câu trả lời của Du Lịch. Bây giờ thì Du Lịch sẽ chơi với một tâm thế không còn gì để mất. Và họ sẽ trở lại với một hình hài của Du Lịch như chúng ta vẫn từng chờ đợi. The Chris. Đáy biên, căng ngang! Đó mới là cơ hội rõ ràng nhất của Du Lịch ở hiệp đấu này. Và rất tiếc, Hưng Sốp đã bỏ lỡ một pha phối hợp đáy biên quen thuộc của Du Lịch. Một pha bóng có thể nói là có thể đưa vào sách giáo khoa với những pha phối hợp bài bản. Mở rộng, đáy biên, trả ngược, di chuyển cắt mặt cột một. Mọi thứ đều hoàn hảo trừ tình huống dứt điểm cuối cùng của Hưng Sốp. Khá hay, dứt điểm, không được. Vẫn còn, không được, Đức Dương cứu thua. Vẫn không có bàn thắng dành cho các thủ Du Lịch. Quang Anh đã phòng ngự lăn xả trong tình huống đá bồi vừa rồi của Nhật Tân. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Pha xử lý trước đó của Đức Thủy Lợi là rất tốt. Đức Dương đã phản xạ tuyệt vời. Ngày hôm nay, những cái tên cuối cùng của vòng chung kết cũng đá 7 người quốc gia Hyundai Cup 2022 cũng sẽ dần lộ diện sau những trận đấu bán kết. Nguy hiểm! Như vậy là đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 dành cho Du Lịch. Đó là một pha phối hợp khá bất ngờ và đó không phải là một tình huống phối hợp sở trường của Du Lịch, nhưng họ đã khai thác rất tốt. Người chuyền bóng là Đậu Toàn và người dứt điểm là Đức Chris. Đức Chris đang có được phong độ tốt ở thời điểm này trong màu áo của Du Lịch. Trận đấu tứ kết với BIDV thì Đức Chris cũng là cái tên sáng nhất với một cú đúp và một đường chuyền kiến tạo cho Nhật Tân ghi bàn. Và bây giờ với một tình huống dứt điểm đánh đầu kỹ thuật gần như là không thể cản phá của Đức Chris thì số 15 cũng đã mang lại bàn thắng cân bằng tỷ số cho Du Lịch ở thời điểm rất sớm của hiệp 2. Nếu như không có nỗ lực cắt bóng của anh Quang thì chắc chắn là Tuấn VIP đã có được bàn thắng. Đáy biên! Đây mới là Du Lịch. Đây mới là những pha phối hợp quen thuộc của đội bóng đến từ Lào Cai. Những pha phối hợp ngắn, nhỏ, nhuyễn và những đường truyền có thể nói là với nhịp điệu tấn công cực kỳ hợp lý để có thể làm nhỡ đà toàn bộ những hệ thống phòng ngự. Tuấn VIP đã cho thấy được sự quan trọng trong những tình huống xử lý sau khi vào sân. Những pha xử lý rất mềm, những đường truyền vượt tầm, đường truyền thả đáy hay và đạt trề cũng đã cho thấy được sự tiến bộ và pha xử lý cực kỳ chính xác. Ở hiệp 1, đạt trề cũng đã có một đường truyền tương tự nhưng Hưng Sốp không thể tận dụng thành công. Nhưng ở đường truyền thứ hai của đạt trề thì Trương Minh Đức, Đức Thủy Lợi đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ và đệm bóng đơn giản, chỉ có một rào. Cú đá thẳng, nguy hiểm! Đó là pha phản xạ và kỹ năng phòng ngự xuất sắc của thủ môn Anh Đức. Chúng ta cùng xem lại cú đá bật đất rất khó chịu của Phan Thanh Hưng. Tiếp tục lại là một pha xử lý không tốt của Đức Chris. 3-2, 4-2, không được. Đã chưa có được tình huống dứt điểm thành công của Thái Rudy nhưng sẽ có quả phạt trực tiếp cho Phoenix.
Đức Chris đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong pha bóng vừa rồi, và họ chính Đức Chris đã tạo ra một tình huống 3-2 rất nguy hiểm dành cho đội bóng áo hồng. Và xử lý quá hay của Tuấn VIP, một trong những kỹ năng xử lý sở trường của Tuấn VIP. Nhật Tân chuyển sang đi, không hiểu vì sao có thể dứt điểm lên trời trong pha bóng vừa rồi của Đức Chris. Nhật Tân đã quá đồng đội, quá bình tĩnh để tạo ra cơ hội tốt nhất cho người đồng đội ăn ý của mình. Nhật Tân hoàn toàn có thể lựa chọn dứt điểm ở góc hẹp, nhưng đã tạo điều kiện không thể thuận lợi hơn, và dứt điểm quá tệ của Đức Chris. Nguy hiểm. Phan Thanh Hưng không được, dứt điểm từ xa. Vẫn là thủ thành Anh Đức cứu thua. Có quá nhiều cơ hội, có quá nhiều khoảng trống dành cho cầu thủ Phoenix. Đúng là Du Lịch không phải là đội bóng biết phòng ngự. Họ không có nhiều kỹ năng phòng ngự, cũng như không có cách tổ chức phòng ngự một cách thực sự tốt. Nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành Anh Đức trong những pha phản xạ như thế này, thì rất có thể Du Lịch đã phải nhận bàn thua thứ hai. Và đúng lúc này thì trọng tài Phan Huy Hoàng đã nổi còi kết thúc trận đấu bán kết đầu tiên, và chiến thắng xứng đáng thuộc về Du Lịch. Khi đó đã chơi hay hơn rất nhiều trong khoảng thời gian thi đấu của hiệp 2 và đã có được những bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 do công của Đức Chris, và sau đó là bàn thắng ấn định tỷ số của Trương Minh Đức, những người đã chơi rất hay trong trận đấu ngày hôm nay. Một chiến thắng xứng đáng, và Phoenix cho dù thua họ cũng phải nhận được sự tôn trọng đến từ chính cầu thủ Du Lịch.